nói việc sinh linh cõi trời là nạn. Có vấn đề là khi chúng ta sanh lên cõi trời, cái điều kiện để chúng ta thọ hưởng những cái lạc thú ở cõi trời có rất là nhiều, và nó sướng hơn cõi người nhiều lắm. Mà bây giờ đó, mình mà mình giàu có ha, mình giàu có khi mình còn không muốn tu, nói chi lên trên cõi trời mà mình sướng quá thì có khi là mình cũng lo mình hưởng thụ rồi cũng không có tu. Vua trời đế thích, vua trời đế thích trong một lần ngài Mục Kiền Liên ngài đi lên thì ngài thấy vua trời đế thích còn ham chơi. Sư không biết là cái đoạn kinh này nó ở trước hay ở sau bài kinh Đế Thích Sở Vấn, bởi vì nó khác nhau lắm. Nếu như là ở trước bài kinh Đế Thích Sở Vấn thì khi đó vua trời Đế Thích vẫn còn là một phàm phu, nhưng nếu như là sau cái bài kinh đó thì vua trời Đế Thích lúc bây giờ đã là một vị thánh sơ quả. Thành ra sư không biết là cái giai đoạn đó là giai đoạn nào, nhưng mà như thế này, khi mà ngài Mục Kiền Liên lên và ngài thấy là vua trời Đế Thích đang ham chơi đó, đang ham chơi, đang hưởng thụ những cái lạc thú ở cõi trời đó, thì ngài Mục Kiền Liên mới dùng cái ngón chân đụng nhẹ vào cái lâu đài của vua trời Đế Thích, và do ngài đụng nhẹ như vậy đó, cái lâu đài vua trời Đế Thích rung rẩy, và vua trời Đế Thích hoảng sợ. Có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên đó, ngài nhắc nhở là cần phải siêng năng chứ không có nên dễ vui như thế. Tức là khi mình lên cõi trời đó, có rất nhiều những cái lạc thú mà mình lỡ mà mình ham vui, mình quên tu đó, là tới hồi mình hưởng hết phước rồi là mình đi xuống. Hầu hết nha, xin nói hầu hết, tuyệt đại đa số những vị trời khi mà họ hết tuổi thọ ở cõi trời rồi, đa phần họ rơi xuống địa ngục nhiều lắm. Này trong kinh nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái chuyện rơi vào súc sanh là nó hiếm, nhưng mà rơi vào địa ngục thì rất là nhiều. Do thiếu tu. Nhưng mà nó có một cái vấn đề, nó như thế này, cái gì cũng có hai mặt hết. Cái mặt tốt của việc sanh lên cõi trời đó, đó là hiện tại bây giờ ở cõi người đó, chúng sanh sống càng ngày càng ác, dịch bệnh á thì nó hoành hành, chiến tranh á thì nó nổ ra. Hình như nghe nói bây giờ bên Afghanistan á, chiến tranh cũng đang kinh khủng lắm. Rồi chúng sanh sống bất thiện càng lúc càng nhiều, nhưng mà ở cõi trời đó thì thứ nhất là không có nạn đói, không có dịch bệnh, không có chiến tranh. Cái thứ hai là những vị thánh ở trên đó rất là nhiều. Khi Phật Pháp xuất hiện ở thế gian, rất nhiều những vị thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả đã chứng quả thánh ở cõi người rồi sanh về cõi trời. Ngoài ra còn có vô số những vị trời, vô số nhiều lắm, rất là nhiều. Vô số những vị trời khi mà đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đã chứng đạo quả khi đang là thân của cõi trời. Nha. Thành ra bây giờ mình lên trên đó, đó thánh nhân nhiều, rất là nhiều. Nhiều ghê là gớm lắm. Mình có cơ hội mình gặp các vị thánh, và mình có khả năng mình tu tập, nếu như mà mình không dễ vui đó, mình có khả năng tu tập và mình chứng thánh ở trên đó rất là dễ. Ở cõi người đó bây giờ mà mình tìm một cái vị tu đúng chánh pháp mà có thể hướng dẫn mình cũng đi đến cái sự giác ngộ giải thoát, nó khó khăn lắm, khó tìm lắm. Hơn nữa các vị bây giờ đa phần cũng là phàm thôi. Nhưng mà lên trển á là sao? Thánh dạy mình ha, thánh hướng dẫn mình.
Vị Thánh sẽ hướng dẫn mình, đây là chánh pháp Đức Phật đã thuyết. Chính lỗ tai tôi đã nghe Đức Phật nói như vậy, chính mắt tôi đã nhìn thấy Đức Phật. Và ngài nói, các vị đó nói, các vị thánh đó nói thì chắc chắn không sai được chánh pháp. Bây giờ mình có thể mình còn nghi ngờ, không biết bài kinh này phải Phật thuyết không phải Phật thuyết, nhưng mà trên đó thì mình chắc chắn. Rồi khi mà các vị thánh hướng dẫn mình tu tập tứ niệm xứ hoặc là tu tập thiền chỉ, thì chắc chắn là các vị đó hướng dẫn mình một cách chính xác, không sai được, không cách nào đi sai được. Thành ra là lên trên đó cái cơ hội để mình có khả năng tu tập á, để mà chứng thánh ở trên đó nó rất là cao. Nó có, đó là cái mặt tốt. Nhưng mà cái vấn đề còn lại là gì? Nó nạn hay không phải do nạn là do mình. Nếu như mình lên chểnh mà mình ham chơi thì nó là nạn. Còn mình lên chểnh mà mình lo mình tu tập á, thì nó là phước. Hơn nữa nó có một cái chuyện nãy sư nhắc cái gì rồi. Bây giờ mình không lên cõi trời, mình đi đâu bây giờ? Quay trở lại cõi người à. Với cái kiểu mà cõi người mà nó như thế này nè, có còn muốn quay lại hay không? Nhưng mà trước mắt là mình biết nó sẽ càng lúc càng tệ hơn, chứ nó không có tốt hơn đâu. Rồi không lên cõi trời, không lẽ mình đi địa ngục, nhà quỷ súc sanh, xuống xuống mấy dưới đó để làm cái gì? Mà cái khả năng tu của mình ấy, mà mình đòi giải thoát giác ngộ ngay trong kiếp này á, nó cũng khó lắm. Thành ra cái cơ hội mình lên cõi trời thì nó cũng không phải dễ. Cuối cùng thì mình không có lựa chọn. Anh không lên cõi trời thì anh đi xuống các đọa xứ, hoặc anh quay lại cõi người mà trong cái kiểu này thì cũng không ham. Bây giờ mình đâu có lựa chọn nào. Giác ngộ giải thoát thì với cái kiểu của mình nó cũng không có dễ. Đấy, bây giờ phải làm sao? Nguyện. Khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái điều phước đức gì, hoặc là chúng ta có sự tu tập gì, đấy, có một cái lời nguyện như thế này: nếu như con có cái phước lành nào giúp con sanh về cõi lành ấy, nguyện cho con gặp những cái thầy lành, bạn hiền, đặc biệt là gặp được những vị biết chánh pháp và nhắc nhở con để cho con có khả năng tu tập đi đến sự giác ngộ giải thoát. Dù là do cái phước thiện giúp cho con có sanh về cõi lành, thì mong cho con vẫn có khả năng ly dục, không có ham chơi và có sự nỗ lực để tu hành đi đến giác ngộ giải thoát. Đấy, đại ý là như vậy đó. Tức là mình nguyện là cái phước của mình ấy, do cái phước của mình khi mình sanh về cõi lành, mình vẫn nhớ tu chứ mình không có dễ vui. Và nếu như mình có dễ vui thì mong cho những cái vị đại trí, các vị đó nhắc nhở ha. Rồi mình mong á, là mình có khả năng ly dục để mình không có ham chơi và mình tu nó được dễ dàng. Thành thử sư dạo này á, dạo này sư hay nhắc quý vị làm được thì nên làm. Đó là gì? Nhà ai mà có thờ ngài Sư Ba Lý thì cũng ráng mà thờ thêm ngài Maha Kassapa nha, để mình có khả năng ly dục, mình cắt đứt bớt cái đuôi tham dục đi. Nó là cái điều rất là tốt.